Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Đồ Họa Thuận Yến. Trong phần hướng dẫn Premiere CC 2020 hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành một cái video có vận dụng cái tạo hiệu ứng title và ứng dụng một số cái hiệu ứng cơ bản sử dụng trong Premiere. Các bạn có thể xem qua cái video mẫu trước nha. Đây là cái video giới thiệu về một cái homestay, blog stay á. Rồi bây giờ, đầu tiên thì các bạn sẽ import file vào. Các bạn vào file, import. Sau đó mình chọn đường dẫn tới vị trí lưu file. Ctrl A để mình import cho ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cái sequence, các bạn click phải vào video New Sequence Room Clip để mình tạo cái sequence. Sau đó các bạn đổi tên. Thì trước tiên là mình sẽ dựa theo video mẫu, mình cắt ghép thô trước. Sau đó các bạn tạo tiếp các phần title. Ở đây cái phần nội dung thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi, các bạn chỉ cần là click phải copy. Sau đó các bạn vào file New Legacy Title để mình tạo hiệu ứng tiêu đề ha. Ok. Các bạn dùng công cụ Title Tool, các bạn click vào, Ctrl V để mình paste vào. Sau đó các bạn đổi font cho nó phù hợp. Ở đây mình sử dụng phong Việt hóa UTM á, các bạn cũng có thể tùy chọn những cái phong khác. Sau đó mình điều chỉnh cái phong size, kích thước, giãn cách dòng leading á, các bạn chọn leading đi, giãn cách dòng và phong size kích thước cho nó phù hợp. Sau đó các bạn có thể căn giữa center này để căn giữa khung hình nha. Mình cho shadow tạo bóng đổ, tăng cái bóng đổ lên mình dễ nhìn. Sau đó các bạn tắt, các bạn mới kéo cái phần title này bỏ lên trên nè. Thì các bạn sẽ thấy là cái phần title này của mình nó sẽ hơi nghiêng. Thì để tạo được cái độ nghiêng này thì các bạn sẽ vào cửa sổ effect trong cái chỗ cái kính lúp này, các bạn gõ từ 3D thì nó sẽ hiện ra những cái effect. Thì mình kéo cái effect basic 3D, kéo vào trong đối tượng của mình. Sau đó các bạn vào cửa sổ effect control, các bạn điều chỉnh thông số. Ở đây mình điều chỉnh stick nè, nó sẽ xoay nghiêng theo trục, hoặc là các bạn xoay stick này, nó sẽ nghiêng theo trục x. Distance là khoảng cách xa gần nha. Là mình chỉ xoay cái trục này thôi cho nó nghiêng. Sau đó các bạn sẽ thấy là cái phần title của mình nó sẽ hiện dần lên. Thì các bạn vào
các bạn xóa chỗ này đi nha. À, tại vì nếu các bạn để tìm kiếm thì các bạn sổ xuống trong một video transition web, các bạn kéo cái hiệu ứng chuyển cảnh Ben Scatter bỏ vào đầu của cái phần title này, các bạn sẽ thấy nè. Thì khi các bạn để hiệu ứng chuyển cảnh vào đầu đối tượng thì cái đối tượng của mình nó sẽ hiện dần lên. Còn nếu mà các bạn để cái phần chuyển cảnh vào cuối cái title thì cái title của mình nó sẽ dần mất đi. Các bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian xuất hiện cho nó. Ở đây mình có thể điều chỉnh nó lên 2 giây để nó xuất hiện từ từ ra. Tương tự, các bạn có thể điều chỉnh kích thước bằng cách là các bạn để con trỏ vào nè, nó có dấu mũi tên hai chiều, các bạn giữ shift để mình kéo chỉnh lớn nhỏ ha. Ở đây mình muốn cái phần test ở dưới này nó có phông size khác thì các bạn có thể quét khối cái phần này và các bạn điều chỉnh riêng nha. Đây mình cho it regular thôi, phông size nó nhỏ hơn. Rồi các bạn có thể cho giãn cách dòng leading tăng lên để giãn cách ra. Rồi ở đây mình để mình dễ nhìn thì các bạn cho một cái phần shadow vào, tăng shadow lên. Các bạn có thể cho thêm cái phần stroke ha, outer stroke nè, ép vào. Nó sẽ có một cái phần viền để mình dễ nhìn hơn. Các bạn đưa vào góc. Sau đó các bạn tắt đi. Rồi cái phần title này mình chỉ muốn cho nó dài 4 giây thôi. Các bạn lít phải vào Speak Duration. Mình sẽ cho cái phần duration này là 4 giây. Các bạn gõ vào 400. Sau đó cái phần title này nó sẽ dần dần nó hiện lên, các bạn xem lại nè. Thì để có cái hiệu ứng này thì các bạn vào một effect video transition. Trong cái mục RODAT các bạn kéo cái chuyển cảnh video scene vào, bỏ vào đầu của cái phần title thì cái chữ của mình nó sẽ dần hiện lên đó các bạn. Rồi đối với những cái nội dung sau này thì các bạn ở đây cạnh phải mình cạnh phải lại đi ha. Các bạn lít đúp vào để mình chỉnh sửa ha. Các bạn cạnh phải. Tắt. Đối với những cái phần title tiếp theo nó sẽ giống như cái phần title này thì các bạn có thể giữ Alt kéo ra là để mình copy ha. Sau đó các bạn lít đúp vào. Rồi mình chỉ cần copy cái nội dung khác vào, mình thay thế thì nó sẽ vẫn giữ nguyên những cái thuộc tính của mình. Giữ nguyên những cái thuộc tính mà mình đã chỉnh sửa. Như vậy thì mình sẽ làm việc nhanh hơn. Chỉnh sửa, thay vì các bạn phải chỉnh sửa là nhiều lần thì các bạn có thể là copy ra ha.
các bạn có thể xem lại cái phần này. Rồi, ở đây nó sẽ có những cái chuyển cảnh, thì các bạn để phần chuyển cảnh vào ha. Đầu tiên là size, pen size. Iris Drop. Đây là những chuyển cảnh cơ bản thôi. Các bạn có thể xem trong cái phần video transition á. Background này nó sẽ mờ dần. Thì để tạo cái background mờ thì các bạn vào effect. Thì để tạo hiệu ứng mờ thì các bạn sẽ sử dụng effect blur cho mình. Các bạn gõ vào chỗ cái kính lúp này, blur ha. Thì ở đây nó sẽ có nhiều dạng blur khác nhau. Các bạn có thể sử dụng camera blur cũng được, directional blur cũng được, Gaussian blur cũng được. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng fast blur, cũng tương tự nhau thôi ha các bạn. Mình bỏ fast blur vào. Thì đầu tiên chưa mờ thì các bạn sẽ key blurness là 0 trước đồng hồ. Sau đó các bạn